Sự cố vỡ cống thoát nước tràn hồ thải Tà Phời Lào Cai khiến dòng nước đen kịt tràn ra ngoài tạo thành xoáy nước sâu, chảy tràn qua nhiều nhà dân. Chiều ngày 8 tháng 8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố vỡ cống thoát nước tràn của hồ thải Tà Phời thành phố Lào Cai. Theo đó, sự cố xảy ra vào 9 giờ sáng cùng ngày. Vào thời điểm này, Lào Cai có mưa lớn. Do lượng nước trong hồ thải Tà Phời dâng cao dẫn đến vỡ cống thoát nước tràn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực để khắc phục. Vị lãnh đạo nói và cho hay đây chỉ là sự cố vỡ cống thoát nước tràn chứ không phải vỡ đập như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện tại cơ bản đã khắc phục được sự cố. Do trên địa bàn đang mưa rất lớn nên chưa thể thống kê thiệt hại. Những ngày qua, tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc xảy ra mưa lớn, lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Sự cố xảy ra khiến dòng nước đen kịt tràn ra ngoài tạo thành xoáy nước lớn, chảy qua nhiều nhà dân.